Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập trên hướng biển, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát tại các vùng biển giáp danh với các nước. Đồng thời, từng đơn vị cảnh sát biển chủ động thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Hàng ngày, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 điều động các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, kết hợp với tuyên truyền phòng chống dịch các xã, huyện đảo trọng điểm. Qua hoạt động này, giúp lực lượng cảnh sát biển kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu thuyền có dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép sang vùng biển các nước láng giềng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức khai báo y tế ở hơn 100 lượt tàu thuyền với gần 1.000 ngư dân, cấp phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hỗ trợ 140.000 lít nước ngọt. Cảnh sát biển đã giúp chúng tôi một phần nào hiểu về cái sự nguy hiểm của lây lan của COVID-19. Chúng tôi cảm ơn các anh đã tuyên truyền và đeo khẩu trang và nước xịt tay, rửa tay, diệt khuẩn. Tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 chủ động hướng dẫn bà con ngư dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả và tuyên truyền định hướng về việc tiếp cận thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là không đăng tải, phát tán, chia sẻ các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Thì cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 bên cạnh là tổ chức phòng chống dịch bệnh tốt ở đơn vị của mình, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với ban dân vận của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và cấp ủy chính quyền của các xã ven biển để thành lập các tổ công tác xuống với bà con ngư dân đồng hành để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để chống dịch. Những hoạt động của lực lượng cảnh sát biển đã và đang góp phần cùng với nhân dân cả nước và các địa phương ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hướng biển xâm nhập vào đất liền, đồng thời giúp bà con ngư dân yên tâm chủ động phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.